Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến Thức Ha. Thì trong cái video này đó, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể sở hữu cái phần mềm Color Rosette 5. Thì phần mềm này á, giá mà hãng nó bán á là 99 đô. Tuy nhiên hiện nay thì đang có một cái chương trình khuyến mãi ha, cho phép chúng ta có thể nhận một cái kỳ bản quyền sử dụng trọn đời nha, hoàn toàn miễn phí. Thì cái thời gian mà nó đang khuyến mãi đó thì nó đang giảm dần. Hiện tại là còn 2 ngày ha, 21 giờ. Tức là còn khoảng 3 ngày đó để chúng ta có thể get cái kỳ bản quyền này. Thế thì các bạn nên nhanh chóng làm theo cái hướng dẫn của mình ha, để các bạn có thể sở hữu một cái phần mềm rất là hay, rất là mạnh về cái phần chỉnh sửa hình ảnh. Thì cái phần mềm Color Rosette 5 này á, nó là một cái chương trình giúp chúng ta có thể hiệu chỉnh hình ảnh, sử dụng các cái bộ lọc để cho ra những cái bức hình đẹp. Thì cái này á, các bạn có thể sử dụng độc lập hoặc có thể cài nó là một cái plugin của Photoshop nha, hoặc là Lightroom cũng được. Thì cái việc sử dụng phần mềm này á, mình sẽ hướng dẫn sau nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm cách nào để sở hữu cái phần mềm này. Giá của nó khá cao nha, cho nên các bạn tranh thủ ha. Chúng ta sẽ download xuống để sở hữu cái này. Cái link này thì mình sẽ để trong cái mô tả của video ha. Các bạn có thể xem trong mô tả để các bạn làm theo hướng dẫn nha. Thì sau khi mà truy cập được vào rồi á, thì các bạn sẽ kích vào cái nút là download Color Rosette 5. Các bạn bấm vào đây ha. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta share lên một cái mạng xã hội nào đó để giới thiệu cái chương trình này. Các bạn có thể share ha. Còn nếu không thích thì các bạn có thể chọn là idon nè. Tức là chúng tôi không có dùng mấy cái này. Rồi, sau đó các bạn sẽ nhập địa chỉ mail ở đây. Mình sẽ nhập địa chỉ mail là kênh kiến thức.net a@gmail.com. Còn các bạn thì các bạn sẽ nhập địa chỉ mail của mình ha. Phía bên đây là chúng ta nhập lại ha, y chang như bên đây. Thì cái mục quốc gia đó các bạn có thể để nguyên Hoa Kỳ cũng được, còn không thì các bạn chọn sang Việt Nam ha, có rất nhiều cái quốc gia ở đây. Ở đây mình đang muốn cài cho Windows thì mình sẽ kích vào cái mục Windows. Còn nếu mà các bạn xài của Mac OS thì các bạn kích vào đây ha, Android hoặc là iPhone, tùy theo cái nhu cầu của chúng ta. Mình chọn giới tính là nam. Nghề nghiệp các bạn có thể chọn bất kỳ cái gì cũng được, ví dụ chọn quản lý sinh viên cũng được ha. Sau đó các bạn kích vào cái nút ghi it to me thì nó sẽ chuyển sang cái trang để chúng ta có thể get một cái kỳ ha. Các bạn thấy nè, chúng ta có thể download cho Windows ở cái link này. Các bạn có thể bấm vào đây, nó sẽ hỏi chúng ta là lưu trữ ở đâu. Mình chọn là desktop ha. Sau đó các bạn kích vào nút save. Thì ở đây á, cái link 1 là dành cho Windows ha, còn cái link thứ hai á là dành cho máy Mac OS nha. Mình dùng Windows cho nên mình sẽ download cái link 1. Thì sau khi mà download xong đó thì chúng ta sẽ có một cái chương trình cài đặt ở đây ha. Ngoài ra thì nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mail. Thì trong cái mail này thật ra là đã gửi cho các bạn một cái link á, để các bạn có thể download cái phần mềm này thôi. Download 1, download 2 nè ha. Nó sẽ giống với thì cái link download 1, download 2 tức là dành cho Windows và máy Mac đó, nó sẽ giống bên đây thôi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ ra desktop, mình khởi chạy cái này để mình tiến hành cài đặt cái phần mềm này luôn ha. Các bạn kích vào cái nút ta chỗ này. Các bạn chọn Z ha, tức là nó sẽ download xuống và cài đặt nè. Thì cái này 111 MB ha. Thì cái này tùy thuộc vào cái tốc độ internet nha. Ở đây mạng của mình nó tương đối cao cho nên các bạn thấy nó chạy rất là nhanh. Rồi, bây giờ nó hỏi các bạn là có muốn lưu cái chương trình cài đặt này xuống máy tính hay không. Nếu mà các bạn muốn thì các bạn tích vào đây. Chúng ta có thể chọn cái chỗ mà chứa cái file cài đặt ha. Các bạn có thể kích vào cái mục là list here to change folder nè. Giả sử như mình cứ để ở mục download luôn cũng được. Rồi, tức là mình giữ nguyên đó. Sau đó các bạn kích vào cái mục là cài đặt bây giờ. Thì nó sẽ chuyển chúng ta đến cái thư mục download ha.
Các bạn sẽ thấy ở đây sẽ có một cái file là Curler Rosette 5. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình lít phải ha, mình giải nén nó. Các bạn chọn là Extract Tool. Rồi, sau đó các bạn vào cái folder này. Các bạn sẽ tiến hành cài đặt ha. Các bạn double click vào. Các bạn chọn Z. Thì ở đây chúng ta sẽ làm theo 4 cái bước hướng dẫn ha. Bước đầu tiên là các bạn kích vào cái nút Internet này. Nó sẽ chuyển chúng ta đến một cái trang. Và sẽ yêu cầu chúng ta nhập cái địa chỉ mail vào trong cái bước 1. Ha, các bạn sẽ nhập mail vào. Ở đây do mình đã nhập rồi ha, cho nên các bạn sẽ làm hơi khác một xíu. Các bạn sẽ điền địa chỉ mail và sau đó tích vào hai cái mục bên dưới để hoàn tất cái bước 1 này. Sau đó nó sẽ chuyển chúng ta đến cái bước thứ 2. Là yêu cầu chúng ta sẽ điền các cái thông tin ở đây. Ở đây mình chọn là ngôn ngữ tiếng Anh nè, cái email là kênh kiến thức ha. Sinh nhật mình chọn đại thôi, ngày 1 tháng 1 ha. Chọn đại năm 1980 đi. Chúng ta có thể nhập một cái mật khẩu ở đây. Cái ô bên dưới thì chúng ta sẽ nhập lại ha, giống như bên trên. Còn cái phần quốc gia ha, các bạn có thể chọn nước nào cũng được. Thích thì các bạn có thể chọn luôn Việt Nam. Không thì các bạn có thể chọn Hoa Kỳ. Cái này tùy theo nhu cầu. Số điện thoại của các bạn. Mình nhập đại đi ha. Mình sẽ chọn là nam nè. Tên ha. Còn họ là chữ lót. Mình sẽ nhập là Đặng Quang nè. Tên đường gì đó. Ví dụ như mình nhập là Trần Hưng Đạo đây ha. Zip code mình chọn là 70.000. Thành phố Hồ Chí Minh ha. Ở đây chúng ta có thể nhập 700 cũng được. Rồi. Công ty, ví dụ như nhập là kênh kiến thức nha. Sau khi mà các bạn điền đầy đủ các thông tin ha, thì chúng ta sẽ bấm vào nút send ở đây. Thì sau khi mà chúng ta đã làm xong cái bước này đó, thì các bạn có thể quay trở lại cái email nha. Các bạn thấy nó sẽ gửi cho chúng ta một cái mail mới nè. Các bạn kích vào. Thì ở đây nó báo là chúng ta đã đăng ký thành công và có một cái kỳ bản quyền ở đây. Các bạn thấy chưa? Và nó có luôn cả một cái ID user là cái này. Thì chúng ta sẽ lấy cái phần này ha, chúng ta điền vào trong cái bảng đây. Ở đây các bạn thấy nè, nó có một cái reset code nè ha. Mỗi người đăng ký nó sẽ có một cái code như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ điền cái user ID và cái code đăng ký ha. Các bạn sẽ mở bên cái mail ra, chúng ta copy cái ID này. Sau đó các bạn dán vào trong đây. Chúng ta tiếp tục dán cái code này vào trong đây ha. Sau khi mà chúng ta thực hiện xong thì các bạn bấm vào nút OK. Thì lúc này chúng ta đã sở hữu một cái phần mềm bản quyền trị giá là 99 đô rồi đó. Các bạn nhấn OK để tiếp tục cài đặt ha. Các bạn kích vào nút Next. Accept, chấp nhận những cái bản quyền ở đây. Các bạn kích vào nút Next. Đây là đường dẫn cài đặt cái chương trình ha. Các bạn có thể cài đủ C. Mình thì mình thường cài ổ D, cho nên mình sẽ chuyển cái chữ C này thành chữ D nha. Sau đó các bạn kích vào nút Next. Ở đây nó tích hợp sẵn hết các phần này ha, các bạn cứ để nguyên. Các bạn kích vào nút Next. Rồi chúng ta kích vào nút Next tiếp theo ha. Tạo một cái biểu tượng ở desktop. Rồi bấm vào cài đặt. Thì lúc này chúng ta đã set up cái chương trình ha. Sau khi cài đặt xong thì nó sẽ có một cái biểu tượng ở trong này. Các bạn nhấn OK. Chúng ta sẽ chạy lên luôn ha. Các bạn bấm vào cái nút Finish. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là Active Now, cái Serial Number đó.
Chúng ta lại quay trở lại cái hộp thư. Mình sẽ copy cái mã code này ha. Các bạn sẽ dán cái serial number vào đây. Sau đó các bạn kích vào cái nút là Active Now. Các bạn thấy nè, nó đã báo là kích hoạt thành công. À, chúng ta nhấn vào nó OK. Thì bây giờ đó, các bạn đã sở hữu được cái phần mềm này, bản quyền nha. À, trị giá là 99 đô. Thì cái video này đó, chủ yếu là mình hướng dẫn các bạn làm sao để sở hữu cái phần mềm này. Còn cái việc sử dụng nó như thế nào, mình sẽ hướng dẫn sau nha. Thì cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video này. À, các bạn nhớ là nhanh chóng thực hiện cái phần đăng ký ha. Vì cái thời gian của chương trình khuyến mãi á, nó còn chưa tới 3 ngày nữa nha. Cho nên chúng ta phải tiến hành nhanh để có thể sở hữu được nó. À, các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình và để lại những cái bình luận bên dưới ha. Chào các bạn.